và nghe cô họ nói là học đại học đàn piano cũng như xây nhà cần một cái nền tảng, cái nền móng cho nó chắc. Hôm nay nghỉ hoài nên xem những cái móng đó tới cái bài số 5 rồi, không có gì không đi nữa. Cho nên quý vị thông cảm, nếu mà có nghe nó hay chối bài thông cảm dùm.